30 chưa phải là Tết. Nàng tiên cá đây cả nhà ơi. Quá xinh phải không? Đây rồi, nàng không thoát khỏi tay ta đâu. Mày nói cái gì cơ thằng mất dạy? Ai rồi ôi? Ôi, thằng Dích bị sao đây bà con? Sako vẫn cứ là ngầu. Con nâu Dích này hôm nay làm được con robot y chang như nó vậy. Ơ, cái thằng này mày phản chủ à? May quá có chú tạm dừng nó cứu anh, không thì anh chết. À chặt, thằng này đi được cả trên mặt nước cơ à. Ai chà, Sako và nàng tiên cá lãng mạn quá nhờ. Đấm. Gãi ngứa à con? Mình sẽ đánh hắn từ dưới nước. Mấy cái thằng tuổi tôm tuổi tép, tuổi gì cạnh tranh với anh? Làm gì để tiên cá yêu mình đây?